Xin chào mọi người, lại là Ren đây. Hôm nay thì mình sẽ sâu ạc của bạn có nickname là Nhi Dễ Thương. Ok, Nhi rất là dễ thương. Cảm ơn Nhi đã cho mình một ạc để sâu cho mọi người cùng xem. Bạn này thì level 83 rồi. Ok, để xem bạn này lên tàu được bao nhiêu ngày rồi nhé. 208 ngày. Lần đầu tiên đăng nhập là vào ngày 25 tháng 2 năm 2021. 280 ngày cũng chưa được 1 năm luôn. Newbie 280 ngày mà đã lên level 83 luôn rồi. Bạn ấy kiểu không có ép cấp gì hết. Ok, không ép cấp thì thấy có vẻ là VIP Pro Player. Mới đảm có 725 pha lê. Cũng có thể nói là nông dân không đồng. Nông dân là tá điền, cày cuốc rất là chăm chỉ. Ở game mới chơi nên là chắc là dàn Bakura cũng chưa có quá là nhiều đâu. Nhưng mà cũng level 83 rồi chứ nhỉ. Có Spina này, có Silverwing, HR, ok, luật giả có đầy đủ hết rồi. Ba luật giả đứng ở lù kia. Silver and Miss Pink, Alicia này. Bạn này chiếu hơi chưa xem tiền, hình như tạch hay sao mọi người. 23 mảnh, thấy kiểu nhiều mảnh như này là chắc là tạch rết rồi. Tạch mà lệch được ra hẳn 23 mảnh là thấy cũng ghê đấy. Tạch hơi bị sâu đấy. Palatinus cũng 8 mảnh luôn kìa. Diandra 6 mảnh. Ok, bạn này thiếu cả Vân Mạc Đan Tâm nữa. Chắc là cũng mới đột phá sư bạn thôi nên là cũng chưa có gọi là không biết là có nhiều vũ khí đã lên up pre max level chưa. Còn rất là nhiều Bakura Ranga này. Ok, vậy thì mình sẽ sâu từ kia này trở đi. Đầu tiên là Sirin, bạn này cũng có mở khóa được Sirin rồi. Cả mà vùng đất hư vô top Sirin thăng hoa. Đấy, đây này. Úi dồi ôi. Đoạn này là mình đang khóc nha. Đoạn này đang khóc thầm. Tại sao một nông dân 280 ngày. Nông dân nhá mọi người, nông nhấn mạnh là nông dân mà Hunter of Redemption S1. Why? Tại sao? Vùng đất rực lửa. Paris level 65 top boss. Top boss Murata Himeko kèm mà Mitha LED. Và bạn ấy có đầu tư cả bộ skin Time Runner luôn. Wow. Không lẽ là bạn ấy X10 một phát ra hai hơi chưa? Hay là bạn ấy quay? Quay thì hơi tốn nhiều pha lê đấy. Nông dân mà đầu tư quay HRF S1 luôn thì thấy cũng hơi bị căng kèo đấy nhờ. Nó nói cái gì vậy? Tiếp theo là Predator, bạn ấy cày lên 2S rồi. Neko. Tiếp theo là gì mấy AKA, đầu tiên là hơi chơi hợp Thunder. Tấn công 1339, mới chỉ đánh S0 thôi. Ok, ở chơi hợp Thunder mà S1 nữa chắc trầm cả. Vùng đất trực phạt Paris level 65 luôn, full chest Benedict thức tỉnh. Được quá nhờ, quả nông dân này không ổn thế nào, mưa xuân, mưa về báo xuân, có cả hai bộ skin luôn. Hơi chơi hợp Flemson thì S1, 3/4 hơi chơi hợp Thunder full. Blake Stride gì đấy, Mid Lý Tổ Thường, rank SS Lightning Queen, rank S0. Tiếp theo là Bronja Hasobuni 24 mảnh SS rồi, chưa có chiến à, top Tugania với lại Mid Boss Rasputin chưa có chiến, không sao. Tiếp theo là bạn ấy có cả thứ sinh ngân dực luôn, cầm khóa chân lý chưa có chiến à. Ok, nếu mà chưa có chiến thì hơi bị thọt. Mà mình thấy bạn này kiểu hơi ít đồ nhỉ, Bakura hơi ít đồ mà không có. Chắc là kiểu không biết là bạn ấy không biết là không nên đột phá siêu hạn hay là bạn ấy thích lên. Chắc là do không biết chứ, hạc như này thì thiếu. Nói chung là mình nghĩ là các bạn muốn đột phá siêu hạn thì các bạn phải có hai con gà là gà điên và gà mực để support. Ngoài ra thì các bạn phải có DPS mấy Bakura ở trong meta, là các bạn ở trong TS cộng mới là các bạn phải có nữa. Có chấn nữa, có đồ nữa thì đột phá siêu hạn nó mới mạnh. Còn thiếu đồ mà vẫn còn rap Putin với lại lắp Seth Code hay là Darkwing cực mạnh thì tất nhiên là đừng nên đột phá siêu hạn làm gì. Cứ sưu tầm
nhiều Bakira lên, nhiều viết thánh, nhiều chấn lên thì hãng đột phá siêu hạn nhá. Tiếp theo là Hercher of Reason. À đấy, Hercher of Reason S3 rồi này. Vùng đất chân lý khải huyền với lại full set Sana. Được quá nhỉ. Lại một Hercher nữa full luôn và có cả skin Magic Girl Bronya. Yamabuki Amon SS cầm top boss Beethoven, có cầm có mắt vỡ vụn. Tiếp theo là Himiko, không biết là có cả Himiko không. Top meter Lewin Hug. Không có cẩy mọi người. Tiếp theo là Terry. SA cũng chưa có đổ rank 2S. Luna SS. Tiếp theo là Phu Hua. Đấy, Phu Hua thì vẫn mặc đan tâm và hơi chơi sen tiền thì bản ấy cũng không có luôn. Quickly 3S rồi này, cầm tụ triển vân. Lợi tăng cường 6 sao luôn. Ok, tiếp theo là Rita. Đấy, bản ấy có Gai sao nhu loạn Spina Astera S1 15 mảnh. Cũng có chấn luôn, thậm chí là full set. Cái set này người ta gọi là cái set gì nhỉ? Quả lý Destiny. Destiny hay là Death gì? Không biết nữa chung. Cái này mình không biết đọc là gì luôn. Chắc là sẽ phải tham khảo thêm. Nhưng mà Spina S1 rồi, full hàng full chấn. Chắc là quẩy cũng ổn ổn, quẩy tạm thôi. Cây này nâng up Free Max Level nữa. Bởi vì mình phải so sánh với lại những arc mà đang ở X. Đã đột phá siêu hạn rồi. Thì Spina Astera thì phải cần có hoặc là Raven full hàng full chấn hoặc là Vân Mạc Đan Tâm để support thì mới gọi là mạnh được. Tiếp theo là Fallen Rosemary S3 thôi. Cảm ơn Sakadi Top Monet Midbot Dark Queen. Yae Sakura cũng có mở khóa thôi. Yêu đeo cherry máu luôn kìa. Cái len không có cầy. Bom anh đào. Bom anh đào có đồ chưa? Không có lắp phương án trang bị. Chắc là không có mọi người. Nhưng mà bom anh đào cũng có cầy lên SS rồi. Tiếp theo là Sele. Sele SP 3S cờ mà đồng dao. Duranda. Duranda cũng còn thiếu rất là nhiều. Top Hengu cầm. Có phóng lợn rồi này. 3S luôn. Tiếp theo là Fitz công chúa định đội. Top boss Wang Yinji. Chưa có chấn à? Chưa có điệu vàng ban đêm. Nói chung là có top boss rồi, rank SS thì chắc là support cũng khá là thơm, support đầm điện. Tiếp theo là Alicia. Alicia không có đồ. Alicia không có chấn, không có chấn thì hơi thọt. Mobius chưa có mở khóa. Và tiếp theo là Raven. Được cái Varian Oscaring Wing và full set Adlock rồi. Đấy, support lửa rất là ngon. Mà này có Hercher Flemson S1 3/4 nữa. Được. Support cũng khá là tốt. Cố đoan thêm IE nữa thì thơm. Và cuối cùng là Caron Pepper. Caron Pepper SS cầm ở găng tay cô. Có top boss tiên lượng thần châu rồi này. Không biết là bản này có Ron trợ chiến không? Không. Ok, chắc là mới á. Do mới đột phá siêu hạn nên là mới chỉ có 2 cây đột phá Free Max Level. Và 3 cây đột phá siêu hạn nhưng mà chưa có nâng Max. Tiếp theo là xe viết thánh này. Với lại cũng kiểu newbie nữa, 280 ngày. Nhưng mà sao cày nhanh nhỉ? Cày nhanh thế thì nó cũng không tốt lành gì. Cày nhanh thì tốt nhất là nên đừng có đột phá siêu hạn vội. Trừ khi là arc của các bạn là tự tin là arc mình là VIP, arc mình là lắc chúa. Đầu tiên là full Spina Astera này, full Aslog, top boss Murata Himiko, top boss Wang Jinji, full Anna, full Benaret thức tỉnh, full Leo Wenhug, top boss tiên liệu thần châu. Ok, cả Leopatra với lại vài thứ lẻ tẻ. Chiến trường ký ức. Tuần trước thì bạn ấy đánh xếp hạng 29.11%, BKE 27.733 điểm, HOD 35.000 điểm. Vực vô tận đang trụ ở vực đau khổ 3. Pavanti 21.648 điểm, Hercher S1
HOD tuần trước thì đánh được 21.742 điểm. Ok. Nói chung là hơi sốc quả Ultra Flipsion S1. Đặc biệt này thì cũng được, nói chung là do mới chơi mà được một rất là nhiều Valkyria luật giả, thậm chí còn là hơi chơi Flemson S1, hơi chơi Thunder Full, HR Full thì cũng khá là thơm rồi. Ok, mọi người thấy hạt này như thế nào có thể comment xuống bên dưới để cho mình biết nhé. Còn bây giờ thì mình sẽ đến với video tiếp theo đây. 2000 years later. Quay trở lại với hạt thứ hai đây. Hạt này thì của bạn có nickname là Tia Đệ A Hoi cái gì? Sao lại Tia Đệ A Hoi Honey? Ủa là sao nhỉ? Các bạn là thông nào hộ mình cái name của bạn này xem thế nào chứ mình chịu. Bạn này thì level 82 rồi, có Spina, có Palatinus. Được quá nhỉ. Level 3. Trời ơi, skin đẹp quá. Thiên nguyên kỵ anh. Nói chung là rất là đẹp luôn. Đây là bộ skin đẹp nhất của Diantura luôn. À luôn, bộ này rất là đẹp. Nhưng mà quả tên nó hơi bùn bùn. Bùn bùn là mau. Bạn này thì lên tàu được 300 ngày, ok. Hơn bạn vừa rồi 20 ngày. Mà level lại thấp hơn. Level 82 thôi và cũng không có ép cấp gì hết. Để xem nào. Bạn này thì nạp nhiều hơn bạn kia. 7.655 pha lê rồi. Vậy là có... Sao không mua BP nhỉ? Chưa thấy mua Battle Pass bằng chứng tiến cấp với lại bằng chứng tiếng Anh. Chắc là khó nạp thẻ tháng với lại nạp thêm một ít vớ vẩn linh tinh nữa. Ok. Ảc 300 ngày. Hơi chơi đâu nhỉ? Ồ. Hơi chơi. Ơ, hơi chơi hợp Thunder đâu? Bạn này chưa có mở khóa hơi chơi hợp Thunder à? 34 mảnh. Lại một thanh niên tạch red nữa rồi. Không sao, hơi chơi hợp Thunder thì... nhưng mà bạn này đột phá siêu bạn rồi nên là... Thiếu hơi chơi hợp Thunder thì nhiều khi cái búp... Cái vực búp của hơi chơi hợp Thunder ấy... Mà ở sen đỏ thì đánh... Nó hơi mệt. Mệt. Ok, vậy thì mình chạy sâu từ Kiana trở đi nhá. Đầu tiên, ui giời. Kiểu hơi chơi Flemson bây giờ là một Valkyria quốc dân đấy mọi người. Wow, đúng là luật giả của khác. Đây là luật giả mới nhất của game. Vùng đất rực lửa. Full set Murata Himeko, full hàng, full chiến rồi. Và có đầu tư cả bộ skin Tamaner. Đáng giá 9.600 pha lê. Mình xin được phép hỏi là bạn ấy đã tốn bao nhiêu pha lê cho full cái set này, cả cái đống viết thánh chấn với lại cả skin nữa. Tính skin không đã 9.600 pha lê rồi. 1, 2, 3, 4. Cái chấn đó là 4 4, 3, 12. 12.000 cộng với lại 9.000 là 21.000. Ít nhất, tức là rẻ nhất là bạn ấy cũng phải tốn 21.000 pha lê để full cái set này. Đấy là chưa có ron nhân vật. Bây giờ là phải đây chưa? Rank S0 mà có cả skin Tuyết Nguyệt Linh Thố này. Chưa có. Nè cơ. Chưa có mở khóa skin của Mắm Chúa. Tiếp theo là mấy AKA. Chỉ có mỗi cây Di Vật Thánh 3 của Akira Black Stride Saloden Rank A. Ôi giời ơi, nhỏ quá. Tiếp theo là Bronja, đầu tiên là HOR. HOR SS luôn. Vùng đất chân lý nhưng mà cây này chưa nâng mắc này. Có Anna chưa? Hả? Gì vậy trời? Chưa Anna mà ngồi, cũng mà chưa có Bronja luôn. Thế thì, nhưng mà SS rồi, nhưng mà SS mà không có đồ thì cũng chỉ ngang ngửa với những bạn S1, S2 nhưng mà full hàng, full chấn. Bởi vì cầm top bot, top mid Rasputin thì sát thương băng tăng 25%, toàn sát thương, tấn công địch bị đóng băng,
tấn công địch bị đóng băng hoặc giảm tốc toàn sát thương tăng 12, 12 cộng 12 là 24. Skin set thì sao? Tấn công thường có xác suất 15% gây cho địch 450% sát thương băng và đóng băng địch 3,5 giây. Ủa, nó không có bonus một tí sát thương băng nào luôn. Vậy là mid tăng 35, top tăng 24. Ở mình đầu mình cứ tưởng đây là set 3 sao cơ, nhưng mà đây là set 4 sao mọi người. Boss Isaac Newton chắc là với lại tấn công có 1146 thôi, chắc là cũng không báo lắm đâu. Mình cứ tưởng là HOR bạn này mà full thì tuyệt vời luôn, bung lụa. Tiếp theo là Hasubuni. Hasubuni S0. Không sao, bạn này mới chơi có 300 ngày thôi mà. Warp down, chưa có mở khóa Silver Wing luôn. Tiếp theo là Himeko, không biết là có cày không nhỉ. Level 1 luôn, không có cày cuốc gì hết. Tiếp theo là Teresa, đầu tiên là Luna. Luna SS cầm là chấn của Mui Wood này. SA không có cày, S 1 sao, Hecate chưa có cánh diều, cũng chưa có thủy kính, chưa có mở khóa hai Teresa rank S này. Nhưng mà được cái bạn này có hơi chưa hợp sen tiền này, cầm cũng có cây khóa vô tồn rồi, và top xuyên điên thăng hoa mid boss đi phạt được, nói chung là cũng được, có hơi chưa hợp sen tiền support vật lý cực kỳ mạnh. Tiếp theo là Vân Mặc Đan Tâm. Ui, Vân Mặc Đan Tâm S1 56 mảnh. Ô là trời, 5 mảnh nữa lên S2 luôn. Wow, tại sao lại có thể được DC Comics. Nhưng mà chưa có full set, mới chỉ có mỗi cái boss tiên điệu thần châu thôi. Ok, nói chung là có Vân Mặc Đan Tâm có chấn S1 thì cũng gọi là support tốt. Hai Valkyria support mạnh nhất game là bạn ấy có hết rồi. Được, cứ thế mà triển thôi, cứ thế mà bung lụa thôi, tỏa sáng thôi. Không có nâng luôn. Phoenix gà lửa. Tiếp theo là Rita, không biết là có cày Rita nào không. Đây, có cày Spina Astera, cầm ở Diên Vĩ, chưa có chấn à. Ôi, lại một cái boss nữa này. Top Leo Mithalet, boss tên hiệu Thần Châu, chưa có chấn. Bạn này level 82 rồi mà Spina chưa có chấn thì hơi thỏ. Fallen Rosemary S2. Fallen Rosemary thì có cây chấn. Top Border Iron Adler có chấn mà xong lắp nhỉ. Diên Vĩ Yên Nghỉ nâng Pre Max Level nữa là quẩy tốt. S2 rồi cố cày lên SS1, SS2 nữa thì perfect. Arena Artemis. Tiếp theo là Duranda, đầu tiên là Gloria Baez. Và bạn ấy có cả skin nữa, Quốc Sĩ Vô Song này, Thiên Nguyên Kỵ Anh đấy. Có Palatinus luôn, có cả cây chấn Midnight luôn này. Mid Boss Elysia Top Macro Polo. Có mỗi cây chấn không? Ok, nói chung là có cây chấn là cũng khá là ngon rồi, nâng đột phá siêu hạn Pre Max Level luôn là bung lụa luôn. BKE. BKE 10 mảnh luôn này. Có cả Hắc Uyên Bạch Hoa vòng xoáy sáng tạo rồi, full day luôn. Wow, tính ra cái team vật lý của bạn này khá là ngon nhỉ. Có hơi sơ hợp xem tiền rồi. Được, có hơi sơ hợp xem tiền này. Tí nữa sâu nốt Cardon Pepper bạn này SS có chấn top mid boss Paganini nữa là tuyệt vời luôn. Tiếp theo là Fizz công chúa định tội, Điệu Van Ban Đêm bias rồi. Top boss Darkwing mid Benedict thức tỉnh. Giờ có Wang Yen Ji mọi người. Ok, nói chung là có cây Điệu Van Ban Đêm là quẩy cũng tốt rồi. Rank SSS. Tiếp theo là Elysia. Elysia SS luôn rồi, 14 mảnh. Hoa của quá khứ. Có chấn rồi. Có chấn rồi là quẩy được rồi. Có chấn là tuyệt vời luôn. SS mới chơi có 300 ngày. 300 ngày nói là mới chơi nhưng thật sự là lâu lắm rồi. Không còn mới gì nữa đâu. Tiếp theo là Mobius. Mobius thì chưa có mở khóa. Nhiều người skip Mobius nhỉ. Trong khi Mobius thì mạnh vãi. Mạnh vãi luôn. Ops Killing Wing với lại full set Aslock Midnight Martini.
Baez, Fulham, Phú Trấn. Và cuối cùng là Caron Pepper. Caron Pepper thì mới rank S0 thôi, cầm á. Không có chấn. Siêu có Paganini luôn. Thế thì không sao, nói chung là có hơi chơi xem tiền support là cũng được rồi. Mới đột phá ra siêu ăn ngày hôm qua cho nên là mới chỉ có duy nhất cây vùng đất rực lửa là nâng pre-max level 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cây đã đột phá siêu ăn nhưng mà chưa có nâng max. Tiếp theo là set viết thánh. Đầu tiên là full Aslock, mid bot Elysia, full Murata Himeko. Mình tưởng là bản này full của FR cơ nhưng mà không phải, mới chỉ có top bot Iron Adler thôi. Full Den, top mid Lewen Hug, bot tên nữ thần châu. Ok, chưa có cái bot Newton, cũng chưa có mid mây. Không sao, nói chung là bạn này cũng kiểu mới chơi cũng được nhưng mà hơi ít đồ. Tính ra một nào cả level 82 như thế này là hơi ít đồ. Trên trường ký ức thì tuần trước bạn này đánh 24,13% BKE 24.320 điểm, vỏ tôm 27.000 điểm và HOD 41.000 điểm. Tại sao bạn ấy không cầm Palatinos đi đánh HOD? Why? Vip Pro vậy. Ác này có hơi chưa gặp. Mình vừa sâu xong mình quên hết rồi. Bạn này kiểu hơi chưa Flameson full, Vân Mạc Đan Tâm full chưa? Wow. Ủa và lẽ mình sâu cái gì? Vừa sâu xong mà lại quên mất rồi. Vân Mạc Đan Tâm đâu? Vân Mạc Đan Tâm. Bạn lại có hơi sập xem tiền, có cây chấn này. Vân Mạc Đan Tâm có chấn và có bó. Wow. Thế là trụ được sen đỏ luôn. Đâu ấy? Wow. Hơi chơi ơi, ra người ta có hơi sơ flame chấn full rồi. Raven cũng full nữa. Đấy. 21.696 điểm 3 Banty và HOD đám ô hợp 21.513 điểm. Đứng thứ 10. Cũng cầm hơi chơi luôn. Đấy mọi người thấy không? Hơi chơi xuất hiện, hơi chơi Flameson xuất hiện ở khắp mọi nơi. Ni hao. Ni hao ma. Tính ra là Elysia bạn này SS có cây chấn này. Thấy hơi chơi Vision SS nhưng mà không có đồ. Palatinus BKE full. Được, nói chung là như này là trụ sen đỏ rồi. Thơm. Ok, mọi người nhớ đăng ký kênh để nhận được video mới nhất từ mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào mọi người, hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Bye bye.